Dạ, Trang xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Út Nhỏ Miền Tây. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Dạ, bữa nay vào Tết rồi cả nhà ơi. À, cái tem Út Nhỏ với cùng với chị Tư đi chọc lá chuối về gói bánh tét. Gói bánh tét. Nè, hôm nay mình là lại nhà cô Tư luôn cả nhà ơi. Đặng mấy cô cháu gói bánh tét ăn Tết. Mấy cô cháu đi gọt lá của bánh tét đặng Tết. Rồi đó. Ok. Rồi cả nhà. Đây, đây. Làm cho cái cây chọc lá. Dựng Tư làm cho cái cây chọc lá thôi, giờ mấy cô cháu mình đi. Cảm ơn Dựng Tư luôn. Dạ. Mình gọt về rồi. Mình lau rồi phơi nắng nữa, nó mới cho nó héo lại. Giờ mấy anh em mình, mấy cô cháu mình đi đến cái địa điểm chọc lá chuối rồi. Chào cả nhà. Cô cháu đi gọt lá đừng có bánh tét. Nếu tao nào bự người gọt mày. Nè nè nè. Gì vậy cha? Đó đó đó, tao bến nho. Bến bến tao bên bến nữa. Rồi. Gọt cái chơi nha nha. Cái chuyện chọc nha. Quá rồi. Lá chuối này đẹp quá Tư ơi. Lá chuối này quá đẹp luôn, gói bánh này. Thoải mái luôn tròn. Rồi, đi tới cây khác. Nè cầm mũi tiên. À. Chuyện lên em ơi. Không, cây hai tờ ba tờ. Cái này là chuối già hả Tư? Chuối lá chim. Chuối lá chim hả? Dạ. Chuối lá chim. Ui, mầm chuối đẹp luôn. Dạ. Cây chuối hộp nó cũng đẹp nữa, lá cũng đẹp nữa. Wow. Mình giống đó hả Tư? Ừ, giống à. Mình buộc trước ba. Dạ. Buộc trước ba mai rồi mới vô lông bẻ sao. Đặng sáng cái mấy cô cháu mình làm sớm. Sáng mình gói sớm. Giờ số lá chuối thì chắc cũng đã đủ, tại vì cô Tư nói 40 đầu thì mình canh can. Cái là gì anh? Súng rồi. Đó thời chú thơ là anh thích chơi dữ lắm. Nãy giờ. Trời ơi. Cha là cha nổ lớn hơn con nữa. Ông làm cái bẹp cái càng bự để nó kêu càng đã lắm nè. Kêu lớn dạ cái đầu còn ham chơi nè. Đây tập lại cái tuổi thơ ha cả nhà. Đây là cây này, cây của Út là cây cabin ha. Đó, cây của dân em là AK. Rồi thế nào á? Vô! Chuẩn bị. Hai ba. Rồi. Bây giờ thì mấy cha con cô cháu mình cũng gọt lá xong rồi. Sẽ đem về nhà. Sẽ đem về phơi cả nhà. Dạ. Đang dịp hơi phơi rồi đặng rồi đặng gì mình xé mình sắp rồi sáng gói nha cả nhà. Cầm cái cây lưới hái nha cha. Đồng hồ đâu nhớ bỏ lại. Ok, nãy Dưỡng Tư làm cho đó cha. Khi nào lưới hái mình cầm đi nè. Đừng có cầm lưới dai gì cha. Lá này mình sẽ phơi cặp mấy đường. Tại ở trong nhà thì hẹp quá, không có chỗ phơi rồi. Trái mặt cũng được hả Tư? Bánh tét cũng cồng quá ha.
Dạ bây giờ lá chuối thì mấy cô cháu cũng phơi xong, chiều nay mấy cô cháu ngâm bột, ngâm đậu với nếp thì sẽ quay cho cả nhà xem công đoạn tiếp. Giờ này phơi lá xong, giờ mấy cô cháu cha con mình lột dừa. Dừa này dừa nhà của cô Tư. Theo cái hồi xưa mấy bà già xưa đừng có quên nghề. Để con cứ mua ở chợ hoài ghế còn quên nghề. Nó bằng ảo nhà luôn mà. Ừ, bởi vậy mình ảo nhà luôn để con mua ở chợ hoài ghế quên nghề. Có mọng rồi. Mọng tiền ơi. Có mọng dừa mọng tiền ơi. Út đi học là Út tên mọng tiền. Đó phải ăn mọng dừa. Dạ bây giờ thì gọt dừa cũng xong rồi. Mấy cô cháu mình gọt 5 trái dừa. Dừa cũng xong rồi cả nhà. Có gì ngày mai thì mua thêm một ít tại vì không có đủ. Dừa của cô Tư á khô không kịp. Khô không kịp nó còn gắm vỏ vậy á. Nên là mình sẽ mua dừa khô á làm cho da nó béo. Cho nó béo. Dạ. Lá nãy phơi giờ cũng ráo rồi. Mấy cô cháu mình lau cho sạch. Với lại xếp ra sẵn đòn đòn á Tư, phải không Tư? Ừ, ra đòn sẵn, không sẵn gói. Lại nhà cô Tư làm, chứ ở chỗ mình cái máy nước gì này nó chạy lên nữa rồi. Ồn lắm. Mình xé sẵn, đặng nếu mà có thiếu á, mình đi chặt thêm. Giờ lá cũng lao xong chân cô Tư sắp lại đòn bánh. Học nha em, cô Tư chỉ là lá ngược, lá thuận á. Mình sắp lá xong cái xíu mấy cô cháu mình đi ngâm đậu với nếp nữa. Thiếu một cái hả Tư? Hết rồi Tư ơi. Con xé lá bắt đầu hết luôn rồi. Đây nè, mấy cái lá bắt đầu. Đó. Được cái thằng Tư rồi. Do hết hai nước, hai ba nước gì đó, rồi do cho sạch, rồi do xả ra đổ ra như mình cơm gì đó. Mấy cô cháu mình gói 5 kg nếp đúng không Tư? Rồi 5 kg nếp, 1,5 kg đậu. Dạ, 1,5 kg đậu xanh. Mình dừa thì tầm khoảng 4 kg. Thấy nếu mà cái da mà gói nó béo ăn rất là ngon luôn, nên mấy cô cháu mình gói dừa nhiều. Làm. Rồi mình do xong rồi giờ mình ngâm. Giờ mấy cô cháu mình xuống sông gút nếp. Nếp dưới sông gút mới sạch. Cô Tư nói gút cho thật là sạch là ăn nó lâu thiêu. Lâu thiêu. Gút sạch nào thì nó lâu thiêu. Cô Tư ơi, mấy cô cháu mình đi trốn cũng không có tránh khỏi cái máy. Cô Tư ơi, giờ này mình xuống xong cái nó dọ lên đây nữa này.
Cả nhà thông cảm cho cô cháu mình nha. Này giống như mình đi do vậy Tư. Ừ. Dạ. Bởi vì nó sạch mới là ăn mới lâu thiêu. Bây giờ nếp cũng sạch rồi. Nên mình chỉ còn ngâm nữa thôi. Nên đổ vô ngâm. Nước vào. Rồi bây giờ ngâm nếp ngâm đậu cũng đã xong. Mấy cô cháu mình là hẹn cả nhà sáng ngày mai gói bánh rồi sẽ quay tiếp tục cho cả nhà xem. Sáng nay mấy cô cháu mình chuẩn bị gói bánh là ăn Tết cả nhà ơi. Hôm nay có bác Tư lại phụ nữa, tại gói tới 5kg nếp lận. Nếp này mấy cô cháu mình ngâm hôm qua nè. Sáng nay có thành phẩm rồi. Xong rồi nghe Tư. Rồi lấy cái đó lấy thớt bằm. Rồi lấy thớt đi cho Tư bằm cho Tư. Nếp mình trộn với đậu đen. Hốt đậu ra trước đi chị Tư, hốt đậu ra đi. Thầy xào bánh tét nhân trắng nè. Nhân trắng cái này là nước cốt dừa luôn. Cốt dừa, đường. Dạ. Đậu, chưa để đậu vô. Cho đường ra hết rồi cái để đậu vô. Cho nó tan hết đường rồi bắt đầu để đậu vô. Thì để cái thao xích vào đây đi có gì. Này là mấy cô cháu mình làm ba nhân. Nhân ngọt, nhân trắng. Và nhân chuối. Dạ giờ bác Tư trộn da nghe cả nhà. Đặng hồi mình gói. Cái này là bác Tư trộn 5kg nếp, 1kg đậu đen. Dạ. Gần nửa ký lô đường. Dạ. Nửa ký dừa. Dạ. Rồi một hơi xôi. Thôi mình mình để lên bếp mình xôi hả Tư? Ừ. Dạ. Chừng vậy là mình nêm mình theo cái số lượng mình căng luôn hết Tư. Còn cái sao gia vị ngọt mặn mặn gì thì tùy tùy theo cả nhà. Gia đình. Dạ. Người nào gia đình ăn ngọt mặn gì á nêm. Còn này lót có dưới được chưa? Mình để đây hai ống hả? Dạ. Đây là cô Tư với anh Nho giò nhân. Nhân này là nhân trắng một xíu nữa mới làm nhân ngọt. Rồi nhân chuối nữa. Cái này làm sao cũng không có bằng. Mà để bằng đêm nó lắm ra. Còn chừng một miếng ngọt nó có màu. Sao con có làm con chiều con quay chẳng thì con để thí như vậy nè. Dạ. Sáng cái nó lóng nước xuống. Nó lóng xuống dưới là xanh. Xanh miếng luôn mà nó không có cái ấy. Còn cái này là vậy chứ không có nước khó nhậu khó ấy. Nhân này là mình căng một cái nhân là 200g hết Tư. Một đòn bánh tét là 200g nhân này. Nếp bắt Tư trộn xong rồi. Bắt đầu mình để vô cái xửng mình đi xoay. Đi lại nhà cô Tư để mình xoay nếp. Ở đây bác Tư sẽ xào cái nhân ngọt. Tư trộn cái củi này là đúng chắc nấu bánh tét luôn á Tư. Nó dài. Cái nồi nước này là sáng cô Tư bắt sẵn rồi. Nó cũng sôi. Cô Tư chuẩn bị trước hết rồi cả nhà ơi. Hôm qua giờ mấy cô cháu làm mấy cái công đoạn chuẩn bị là hoàn thành trơn, sáng là chỉ còn xoay nếp với nhân nữa là xong. Cái nếp này là hồi sáng có trộn với nước lá dứa nữa nha cả nhà. Nước lá dứa thì cho nó thơm.
gai lại gai. Để nắp lại hết rồi. Rồi để lên đi. Rồi mình gứ lại gai, gứ hoài, gứ nào hết sao nó cốt dừa rồi là đầu nhắc xuống. Dạ. Nãy mình làm là nhân trắng rồi bây giờ mình tới xào nhân ngọt nha bà con mình ơi. Cái này là nửa ký đường chải. Với lại cái gì Tư? Với đậu. Với đậu. Dạ. Với lại muối nữa là xong rồi phải không Tư? Trời, thôi muối kể gì phải không? Để ra. Dạ. Bà con mình làm nha. Theo cách này ngon lắm nha bà con. Tại vì mình phải chỉ tặng tình nó Tư, nếu mà thiếu muối cái nó ngọt không, không có vị mặn mặn nó mắc nấu ngon. Khi nào mình nấu nhân mình để muối. Dạ. Để nấu, ý là Tư nói nấu với nhân là dạ. Nấu muối trước rồi. Còn này là bây giờ chỉ thắng đường rồi đổ vô rồi trộn lên thôi. Bắt đầu bây giờ mình sẽ gứa nước cốt lên. Gứa nước cốt dừa lên. Cái này mấy ký Tư? Mình gứa mấy ký dừa cho 5 ký nếp. 5 ký nếp mà 4 ký dừa. Là mình gứa vô nếp không có phải không? Ừ, dạ. Nếp này là 4 ký dừa mà lấy cái nước cốt không à. Lấy nước cốt nhất không à? Lấy nước nhất không à, không có lấy nước gạo. Mấy cô cháu mình làm nhà ăn với lại cho bà con hàng xóm ăn cùng á, là làm cho nó béo cho nó ngon. Chứ ở chợ bán thì không được béo như mấy cô cháu mình làm đâu. 5 ký nếp mà 4 ký dừa rồi thêm 1 ký dừa sát trộn vô nếp nữa đó là 5 ký dừa, 5 ký dừa luôn đó. Dạ. Quá ngon luôn. Chặn quá chàng luôn Tư. Cái da mà nó béo là ăn là ngon Tư. Dạ, ăn da không cũng ngon nữa. Xoài ăn nè, thao nước cốt nè. Mình cứ hoài hoài nào mà hết thôi, hết nước cốt thôi. Thôi. Nước xoài ăn nằm đó, bởi nhờ mình bắt nước trước nè. Nhà của Dưỡng Chính bây giờ có không khí Tết rồi. Quá tràn hoa luôn. Còn hoa nhà cha mình trồng chưa có nở. Đây nè, hoa nhà chồng nè. Bị lỗi rồi. Đây là nhà của anh Việt nha cả nhà. Có sắc xuân. Rất là cây mai này rất là đẹp luôn á. Nó nở hoa hết trơn rồi. Ôi. Mình cũng gắng kiếm cây hoa cái gì năm sau mình chơi Tết anh ơi. Nhìn thấy nôn quá à. Kiểu này chắc anh trồng mai giả quá. Ở dưới đồng tinh nó cắt nó bán đó. Đặc trưng của miền Nam là hoa mai. Nếu thấy hoa mai là thấy không khí Tết về tới. Ở đây chưa có anh ơi. Ủa vậy cho nhỏ chứ nhỏ năm mà thấy hoa mai rồi sao? Dạ thì cũng thấy không khí Tết rồi anh. Mấy bữa hành của bác ba bự như ghê không? Cũng ăn Tết luôn nè anh. Đua hoa khoe sắc luôn mà chưa thấy hoa. Nói chung mà là đâu không tới giờ rồi là do Tết rồi. Mình có bông là có Tết rồi. Ngày mơ gì chưa? Mình ướp đường cho nó đỏ nha. Đường này đường thốt lốt nha mấy chị em mình. Thốt lốt. Dạ. Mình ướp vô đường cho nó ngọt, cái chuối mà nó thấm nó đỏ với ướp miếng rượu với miếng muối. Mình ướp rượu để cho nó trắng trái chuối hay sao Tư? Ướp cho rượu nó đỏ nó thơm. Dạ. Đó, bí quyết của bác Tư. Đâu được à. Mình ướp đường trắng cũng được nhưng mà ướp đường chải nó sẽ ngon hơn á. Với nữa lên màu nữa. Đích nha em, làm xuống nửa chai cái là rồi luôn á. Rồi cái con lấy muối múc vô đây cho Tư miếng nữa đi. Trộn vậy nè nghe bà con mình trộn cái màu nữa nó lên đẹp lắm. Có rượu á, cái màu nó đẹp lắm. Ngon lắm. Hai muỗng đường với lại ít xíu rượu à, đừng có để nhiều. Cho muối mặn mặn ngọt ngọt cho nó thơm măng. Đúng như mình ướp cho nó vừa vừa ăn vậy đó. Dạ. Đó, vậy đó cái con ướp nữa cái trái chuối nó đỏ tươi rồi. Nó thơm nữa. Để đi. Bây giờ nếp đã chín rồi.
nếp chín rồi bắt đầu sửa soạn gói bánh tét chị em mình ơi. Ôi. Bánh tét này là ngon, gói ăn nhức nách nha. Nhìn quá hấp dẫn luôn bác Tư ơi. Nhức nách luôn. Thơm lá dứa, thơm nước cốt dừa. Rồi, bây giờ mấy cô cháu mình bắt tay vào gói bánh. Mình nhìn mấy cháu mình nhìn bác Tư mình học nha em. Bố cái nhớ. Giống nha. Giống rồi mấy nước nha em. Giống rồi nước nha. Ông bà cô chú. Đúng rồi, giỏi quá. Đây là chị vợ anh Việt nha cả nhà. Ở đó hả? Biết chống không? Biết nè. Còn thử rồi. Có ai chỉ con còn mới biết được. Nhìn em ba kìa anh ơi. Giờ mới vô đầu làm sao em? Thấy không? Bác Tư chỉ nên em mình cách giống người nấu bánh tét. Cái cột lên ngay chỗ này, thấy không? Mày mày đè xương xương vừa vừa thôi chứ. Vậy nè ha. Mày đợi cho tao ra tao đè thì ấy thì nó mới dễ. Mở cái sợi dây này ra. Đè nhỏ nhỏ thôi. Thấy không? Cái đây. Mình lấy sợi dây này, mình bọc vào đây một cái. Cho nó chắc nha. Đầu này nè. Chắc nó không có ruột ra biết không? Rồi khiết lại luôn vậy. Vậy. Nè, thấy không? Mình canh cho đều đều. Rồi, vậy là con hiểu rồi. Canh cho đều đều sợi dây. Ủa sợi dây này để nguyên bự không ta? Nãy con xé làm hai mà con xé bị lọt hết bác Tư. Cái kia nó nhỏ hơn nãy rồi. Thấy không? Rồi bác Tư ơi, vậy là con biết rồi. Đó, nó xé rồi. Cái lâu lâu cái con nứt lại một cái, chiếc lại một cái. Biết rồi, biết rồi. Như vậy cái kéo lại một cái, chiếc lại ha. Làm cho đều 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 kia tới cuối cùng đó. Đấy.
chích chích ra cái đầu. Đây, đưa tôi cái từ. Gói đoạn mới lớn vừa không nhân anh? Dạ vừa bức tư. Quá vừa tay luôn. Mình nếp béo mà nhân thì bự luôn. Ăn là cái là bao ngon luôn á. Mày nước đi vậy giờ đi. Quay qua đây bác Tư làm luôn đi. Để về cái thằng mình vừa qua. Làm dây cầm luôn không em? Thì sao cũng được anh. Mình cây nhà lá vườn mà mình muốn làm sao khéo thì làm, dạ. Khéo thì làm. Khéo là làm. Rồi cái này đặng để riêng ra nha. Con đầu bự đít teo luôn rồi Tư ơi. Thành công. Để không tới. Mình làm sao tèo cho đó, tại cái khúc sau con xiết quá xiết. Mình đăng năng sao cho nó đấy, cái xiết mình cũng thấy cái đó là khó nhất từ từ. Làm sao cũng hồi đầu đít teo à. Một cái nó xiết nhiều, một cái nó xiết ít. Dạ. Xiết không đều tay á Tư ơi. Chưa, từ từ đi, con sẽ vậy là ngon lắm rồi. Sẽ làm cho thành công. Mình làm tới 30 đòn không lẽ không có đầu đòn nào thành công đúng không anh? Anh sẽ tự tin là kiếm cho cái đòn này nó sẽ thành công. Bại mới có thành công. Nhờ nhân ngọt nhân trắng mình cũng có xong rồi, bắt đầu chuyển sang nhân chuối nữa là xong. Chuối mới để đây đâu rồi? Dạ, con chuối nhân hồi nãy dạ, quên. Cái đó chị Tư nhân gì? Chuối dạ nhân chuối không à bác Tư ơi. Mình cái kia xong hết trơn rồi. Rồi sao cái bọn chuối được chịu cái chuối nhỏ nhỏ chị Tư. Cái chuối mà bự ra ăn cái đòn bánh ngáo làm sao nó được. Cái chuối nhỏ nhỏ gì cái nhỏ ba trái là nó vừa dữ lắm. Mà ăn đừng ham mua cái chuối bằng kia gói ăn ngán chết mày. Trời cái chuối tao quà vô đó. Làm cho chuối tao quà ra cái đòn bóp đùi quá Tư. Giờ bánh cũng gói xong hết rồi. Mình đem lại nhà cô Tư hấp. Hồi sáng có xôi nếp á, giờ mình hấp bằng cái xửng đó luôn.
giao để gia đình. Đồ này có chịu cha. Này đau. Đau lép rồi. Rồi bây giờ bánh cũng đã xong, mình sắp đi hấp cả nhà. Đi hấp cả nhà ơi. Này bây giờ cho bánh vào nồi luộc. Này là nhân ngọt, xong rồi nhân chuối mình sẽ để sau cùng. Nhìn cái này là thấy không khí Tết rồi tụi ơi. Tết quay quần bên nồi bánh tét ha. Giao thừa mình ngồi mình chụm nồi bánh tét nữa mới là hay. Dạ. Đó là nhân chuối ha. Dạ. Đó là nhân chuối. Chuẩn bị ba màu cho ba nhân luôn. Cái nước phải vô phải không? Dạ. Quá đẹp. Bánh tét bây giờ thì đã chín rồi cả nhà ơi. Dạ. Nhưng mà ớt ga để nguội luôn rồi. Nãy cái lúc bánh chín cái vớt ra không có quay cho cả nhà xem được. Đó, sợ vớt liền á thì nó nhão quá cả nhà. Đấy, nhiều để nhiều rồi chín quá nó gục. Dạ. Nên giờ thành thành phẩm đây. Úp qua nhà úp vớt. Giờ mình bưng bánh về. Mấy cô cháu mình cùng thưởng thức. Thành phẩm của cô cháu mình sáng giờ, hôm qua giờ luôn chứ. Ngày nhân ngọt thì thường thường á cả nhà, thường cả nhà thì Tết theo truyền thống tục lệ là hồi xưa gói bánh tét cho vui nhà vui vẻ, rồi sau nữa mình cũng ông bà trước cũng ông bà sau cho con cháu. Bánh tét này cũng thể hiện được cái truyền thống hồi xưa, là hồi xưa mà cái lúc còn đi đánh giặc cái cha là mấy người lính là ăn bánh tét này nè cha, để no bụng ấm lòng để phục vụ cho công việc. Đúng rồi, mình ăn nhân chuối nữa đi. Nhân chuối là màu gì? Màu đỏ. Màu xanh. Dạ màu đỏ. Chuối là phải đỏ. Rồi. Cái thèm rồi đó ha. Quá ngon. Ôi. Vừa nóng vừa thổi vừa ăn ha. Còn nóng hả Tư? Quá ngon luôn cả nhà. Chuối quá ngon. Chuối quá đẹp. Chuối quá đẹp rồi. Dạ bây giờ thì bánh cũng đã bày ra dĩa. Thì Trang xin mời ông bà, cô chú, anh chị cùng dùng bánh với mấy cô cháu mình luôn. Thì tem ốc nhỏ có gói bánh với chị Tư thì cũng đã hoàn thành chín rồi cả nhà ơi. Thì giờ này mình sắp ra dĩa rồi. Bây giờ mời cả nhà dùng bánh với chị cha con với có chị Tư nữa nè. À, dùng bánh Tư ơi. Mời cả nhà dùng bánh với gia đình tem của ốc nhỏ. Ủa gấp rồi hả? Rồi cha thử cái mời cả nhà. Cô Tư có bánh như thế nào mời nhà bánh mời tét trong cuộc Tết sắp tới nha cả nhà. Quá dẻo luôn à. Dẻo quá dẻo. Quá dẻo. Dạ xin mời cả nhà. Cái phần bánh tét này à cả nhà. Truyền thống cũng giờ chưa nè. Ăn thua người gói nữa. Nêm. Dạ mời cả nhà nha. Vừa nêm chất nếp à. Vừa ăn nó ngon. Với có đậu, gồm đậu đen.
Đậu đen phải không Tư? Đậu đen. Nó bùi. Dạ thì hồi sáng có bác Tư gói chung nữa nhưng giờ bác Tư bận rồi nên là không có tham gia ăn bánh chung với mấy cô cháu mình được. Cái phần bánh còn lại này thì một số mình chừa rồi cúng ông bà, xong rồi sẽ cho ông bà cô chú anh chị ở xóm một gia đình là một đoàn để cùng thưởng thức với mấy cha con. Vô vô chai. Hai, vô. Mình ăn bánh tét, mình uống Mirinda. Bánh nha Tự. Đấy. Chính tự tay mình làm. Tết mình cũng mình cúng bánh tét thể hiện sự no đủ, ấm no hạnh phúc. Gói bánh tét này mình nâng niu nó từng lớp giống như là mẹ mà thương con vậy đó. Tết thì mẹ cha nào cũng muốn con mình ở quê á, đi làm ăn xa đi về sum quầy ngay dịp Tết. Cái phần bánh tét mình nhân đậu quá cả nhà. Mình ăn là phải có rau sống, nước tương tỏi, ăn tương nước tương tỏi, ăn mặn nước mắm, mặn phải không chị Tư? Mình ăn theo cách đó cũng rất là ngon. Là ngon nhất là nhân mỡ. Cha không ăn mỡ mà cha biết. Đây. Không ăn mỡ mà biết ngon. Bánh này mới trên lò nhắc xuống luôn nên là nó còn nóng hổi luôn. Ăn rất là ngon. Giờ ăn luôn. Dạ. Ăn luôn. Không dính lá không miếng nào luôn Tư, chốc lóc luôn. Bánh tét lên màu đỏ đẹp. Ngọt ngon quá trời. Ngọt. Béo ha. Béo ngon. Dạ, mấy cô cháu mình cũng dùng bánh xong rồi. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Hẹn cả nhà ở những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.